Hi, xin chào các bạn. Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thuận Gaming. Lại là mình đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Thuận Gaming chơi một cái trận đấu. Một cái trận đấu trong cái ngày nghỉ rất là vui vẻ như hôm nay, và chúng ta sẽ xả stress cũng như là chúng ta sẽ luyện tập những cái sự kiện mới. Đó các bạn ơi, những cái sự kiện mới đó là sân thẻ này. Đó thì mình sẽ thử nhá. Mình sẽ thử một Enemot Entertainment Salon Mon 3 ngày. Vâng, một cái emoji rất là đẹp của thủy thủ mặt trăng các bạn ạ. Vâng, và những cái sự kiện rất là hay trong cái ngày hôm nay cũng như là trong cái mùa giải mới của League Mobile. Vâng, rất là vui. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Thuận Gaming mình chơi một trận đấu thường nào. Vâng, chúng ta sẽ cùng mời những cái người chơi cũng như là các bạn xem video của mình. Hãy vào ID phòng đó là 798845 để cùng mình chơi những cái trận đấu thật là hay và thể hiện được tất cả những cái kỹ năng của mình. Lương cấp được những cái khả năng cũng như là nhận biết được những cái skill cũng như là những cái kỹ năng mới của con tướng mà chúng ta chưa giờ. À, không để mọi người chờ lâu nữa thì chúng ta hãy sẵn sàng nào. Vâng, khi mà đã sẵn sàng rồi thì chúng ta đã nhận được ngay phản hồi. Đúng là một ngày nghỉ rất là nhiều người chơi. Vâng, chúng ta hãy sẵn sàng nhá. 9 trên 10 người ấn sẵn sàng rồi và mình là người thứ 10. Vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi con nào đây? Hiện tại đang nhận ngay một con tướng đó chính là Theo Alat. Và đó là một trong những con tướng mà mình đánh hay, đánh tốt nhất ở cái tựa game League Mobile. Vâng, rất là mong các bạn hãy ủng hộ cho Thuận Gaming cũng như là đồng hành cùng Thuận Gaming bằng cách like, share, chia sẻ cái video này cũng như là ấn chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh YouTube Thuận Gaming. Cảm ơn các bạn. Chúng ta chơi luôn con tướng Theo Alat các bạn nhé. Vâng, và cái bộ trang phục của mình đó chính là bộ trang phục giám thị thân thiện. Vâng, nhìn không hề thân thiện nhưng không hiểu sao đặt tên là giám thị thân thiện đúng không ạ? Vâng, trận đấu này team mình gồm những con tướng sau: Theo Alat, Thane, Morgana, Mina và Zephyr. Đối đầu với team bạn thì sẽ là Alistar này, Zephyr, Omega, Vera và Van Heel. Vâng, mình sẽ đối đầu trực tiếp với cả Van Heel các bạn nhá. Mình sẽ lên con bài Song Đao Bao Táp để tăng cái tốc đánh cho con bài của mình, đó là Theo Alat. Vâng, Thuận Gaming hôm nay sẽ thể hiện kỹ năng nào đây? Chúng ta sẽ vừa bắn vừa rỉa, đó là cái kỹ năng đơn giản nhất của con tướng Theo Alat, một con tướng AD. Đây rồi, bắn bắt được thời cơ rồi, bắn thẳng vào mục tiêu. Có mạng chiến công đầu dành cho Mila. Vâng, Mila mới là người ăn mạng, không phải là mình. 1, 2, 3, 4, 5, vâng, có mạng thứ hai. Vâng, đó là một mạng dành cho Theo Alat, dành cho Thuận Gaming. Vâng, quá tuyệt vời, hay quá qua đây. Tiếp theo mình nhìn những đối phương này, đối phương đang đi đâu đây? Đối phương đang bị đuổi. Và một con bài tiếp theo, đây là Theo Alat, đây là Van Heel đang làm gì đây? Van Heel đang có tu được mặt. Vâng, có mạng hay không? Chính xác là một mạng đến từ người chơi Văn Thượng cái mình ngày qua ở đây. Nào, bắn đi. Ai dạ, tên SP này liều giật nhỉ? Liều ăn nhiều và đã bị hạ gục. 3-0 dành cho Theo Alat rồi. Chúng ta sẽ đây, mình sẽ bắn ngay con quái này, loại con tắc kè các bạn nhé. Vâng, đối phương mò vào tận đây. Vâng, những người chơi bên đối phương đang mò vào tận đây. Mình đang làm gì đây? Vâng, không làm gì được. Qua là tiếc. Một pha 4 đánh 1 thì khó lòng mà có thể Thuận Gaming mình có thể đạt được mục đích. Vâng, và mình đã hồi sinh ra. Chúng ta hồi sinh ra rồi và chúng ta sẽ đi tiếp vào cái đường của mình. SP của mình đi đâu rồi các bạn ạ? Mila đi đâu rồi? Mila lại lên trên hỗ trợ Zephyr các bạn ạ. Vâng, không sao.
Tầm này mình cũng đã rất là xanh rồi. Hay quá, double kill dành cho người chơi Maganga. Maganga đang thể hiện một kỹ năng quá là tuyệt vời. Gặp mình thì cũng phải là tắt điện thôi. Một chênh lệch quá lớn các bạn ạ. Vâng, một chênh lệch quá lớn dành cho người chơi AD bên đối phương. Và mình gặp AD bên đối phương là không thể nào mà thể hiện được hơn được nữa rồi. Vâng, bắn trụ nha các bạn nhá, bắn trụ nào. Vâng, không biết là cái đủ cái thời gian để bắn được lửa cái trụ hay không. Vâng, đã bắn được lửa cái trụ, hạ gục được lửa cái trụ rồi. Chúng ta một lượt nữa là có thể hạ gục được cái trụ ấy nhá. Hay quá nhờ, liên tiếp lập công đó là Maganga và Mina. Hay thật sự luôn, đối phương cũng như đối thủ chúng ta giành được 5-0 rồi. Quên, đây là người chơi đồng hành của chúng ta đã giành được 5-0 rồi. Vâng, bắn pha này mình sẽ giành được 7-0. Giành được 7-0. Một mạng rồi, một mạng rồi các bạn ạ, một mạng rồi. Hai mạng, vâng, crit, một pha crit phải chóng mặt. Trận đấu ngày hôm nay diễn ra một cách quá là nhanh. Tất cả mọi người chơi đều muốn tốc chiến tốc thắng các bạn ạ. Ôi bắn thả diều, ôi bắn thả diều. Ăn ulti mà vẫn sống các bạn ạ. Quá tuyệt vời. Bê về nhanh. Ui chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi, gặp Omega rồi. Omega lên bảng lấy số đi chứ còn gì nữa. Ôi phải hồi. Chạy. À, ha ha. Đối phương đang muốn dồn vào mình. Vâng, hại hai người chơi AD và SP. Bộ đôi song sát đang muốn làm gì kia? Đang muốn làm gì kia? Có mạng tiếp theo rồi. Thần thánh. Ha ha. Vâng, khi mà đối phương liên tiếp tấn công vào người mình thì đã có những người chơi và đã có những đồng đội của chúng ta đang tấn công vào cái trụ của đối phương. Vâng, đối phương đang mất tập trung. Đối phương đang mất tập trung, không biết là những cái gì cần, những cái gì không cần ở đây. Ôi, cứu tôi. Chạy. Giờ phải ăn máu rồi. Đây rồi. Vanel đây rồi, double kill. 14-1, đó là KDA của mình hiện tại. Quá kinh khủng luôn. Đối phương liên tiếp tấn công vào mình. Chẳng có lẽ là đối phương đang muốn tử thủ rồi. Hay quá nhở. Ấy là đây rồi, lại đối phương lại là SP. Qua là kin. Cố gắng pha này mình sẽ giành được mega kin. Mega kin dành cho mình rồi. Mega kin dành cho mình rồi. Mega kin tiếp rồi. Vâng, hai pha mega kin liên tiếp của mình. Vâng, đây rồi. Ê, AD không có tuổi để động mọi người của Văn Thuận cái mình tầm này. Vâng, không có tuổi để động mọi người của Thuận cái mình tầm này. Vâng, SP đây rồi. SP. Ủa, SP chơi bài này hơi căng nhở. Ulti luôn nhở. Thôi, pha này phải chạy thôi. Chạy thôi và bê về thôi. Vâng, đã có những người đồng đội chúng ta cản lại. Đối phương không được, đối phương tấn công vào người mình. Mình đã bê về kịp thời. Hay quá các bạn ơi. Double kill dành cho trên. Vâng. Và tiếp tục. Đối phương không ngừng tay khi chúng ta chưa lên bảng điểm số. Đối phương không hề để ngừng tay khi chúng ta chưa lên bảng điểm số các bạn ạ. Chưa lên bảng điểm số thì đối phương không ngừng tay. Và bây giờ mình đang thấy Mina đang tiếp cận vào cái trụ nhà chính của đối phương rồi. Mina đang tiếp cận vào cái trụ nhà chính của đối phương rồi. Đây là một cái kết cục không thể nào mà hoàn mỹ hơn nữa rồi. 36-1, KDA quá kinh khủng của mình. Ôi, Omega rất mạnh nhưng cũng phải lên bảng điểm số thôi. Tiếp tục là những con quái. Là ai đây? Bắn hết các bạn ơi, bắn hết. Vâng, quét sạch dành cho người chơi đối phương. Phá tiếp nha, chúng ta phá hết cái trụ nào. Đối phương sẽ thành một cái sân bay nào. Đây rồi, win rồi. Ulti luôn. Hay quá. Lại là một mạng nữa. Vâng, 24-1. Kết thúc trận đấu này. Vâng, đối phương đang dồn ra và chúng ta sẽ phải cử đối phương trước đã. Ôi hay quá. Những con tướng của chúng ta đánh hay quá các bạn ạ. Vâng, một victory đơn giản nữa đến từ Thuận Gaming. Vâng.
quá tuyệt vời. Liên tiếp đạt được những mega kill thì các bạn thấy hay như thế nào đúng không ạ? Vâng, 17.2 điểm đó là điểm số của mình. Giành MVP trận đấu này thì không ai khác chính là Văn Thuận người mình. Vâng, cảm ơn các bạn. Vâng, đây là career tổng của toàn đội của chúng ta. Và mình đã rất là tuyệt vời, đã giành được MVP trận đấu này. Vâng, một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Thuận Gaming. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhá. Đừng lo.